đấu trường âm nhạc nhí, sân chơi đầy âm nhạc và màu sắc vui tươi và hấp dẫn đã quay trở lại rồi đấy. Trải qua hai mùa giải thành công rực rỡ, đấu trường âm nhạc nhí mùa 3 hứa hẹn sẽ mang đến một sàn đấu âm nhạc tuyệt vời và chất lượng hơn, một sân khấu bổ ích dành cho các bạn nhỏ trong mùa hè này. Nhưng trước khi bước vào những trận chiến mới, trong tập này chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những tiết mục xuất sắc và ấn tượng nhất đến từ các đấu sĩ nhí ở mùa đầu tiên nhé. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng gặp lại các bạn nhỏ đáng yêu ấy ngay sau đây. Lâm Vy Dạ chào mừng khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào 13 giờ trưa hôm sau thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện. Và ngày hôm nay thì Lâm Vy Dạ đứng đây với vai trò là MC của chương trình đó mọi người ơi. Và chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí là một sân chơi âm nhạc dành cho các bạn nhỏ. Và sau hai mùa giải thì chúng tôi đã tìm được rất nhiều tài năng nhí cực kỳ xuất sắc với những màn đối đầu cực kỳ tuyệt vời và quyết liệt, rất hấp dẫn không bởi vì tài năng và sự trình diễn của các bạn ấy mà còn có sự đáng yêu và dễ thương nữa. Và trước khi đến với mùa giải mới thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những màn đối đầu thật xuất sắc của mùa giải đầu tiên nha. Không biết là ở tập đầu tiên của mùa 1 thì khán giả còn nhớ đến cô nàng kẹo ngọt Candy Ngọc Hà và cậu bé Quốc Dương với ca khúc Taxi của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hay không? Các bạn nhỏ ấy đã mang đến một không gian âm nhạc cực kỳ sôi động, cực kỳ hấp dẫn và tự tin. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp lại hai bạn nhỏ ấy nhé. Vậy thì bây giờ đội mình tiếp tục thách đấu với hai đội còn lại. Bên đây còn có một người không mấy mình chơi tới luôn không nghĩ. Mình làm là làm tới nơi tới chốn luôn. Chốn. Em làm láng luôn anh. Chọn đội Hồng Thanh. Con sẽ đấu với anh lớn bên đó. Con thấy sao? Con sợ không? Dạ không. Anh Đức bên lớn vậy không sợ con bé đó mà. Dạ. Vậy chưa? Chơi thôi. Chơi thôi. Ra con. Con là người được thách đấu cho nên con được quyền chọn bài. Con chọn bài gì? Dạ con chọn bài Taxi ạ. Taxi. Bài gì? Ok. Taxi à. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Mời hai con ra sàn đấu. Chuẩn bị. Trận đấu giữa anh Đức và Quốc Dương bắt đầu. Ê, xây. Ủa, gì vậy? Gì à, cái gì? Sử dụng quyền trợ giúp à. Quyền gì? Chặn hả? Chặn à. À, tại vì thằng bé em bị say xe đi taxi cũng được. Cái gì vậy? Nên em cho bé đi bộ nha. Tức là chặn đội của Sơn Nghị. Dạ. Sao hồi nãy kêu không sợ mà? Anh Đức bà lớn gì không sợ thằng bé đó mà. Anh Đức bà lớn gì không sợ thằng bé đó mà. Không thì bé nó xây xe em mới nhớ ra. Vậy con mà, đi. Xây xe hả con? Xây xe con ơi. Ok. Về sức dầu rồi vô ha. Ừ. Không có đối thủ luôn trời thiệt á chứ. Có chứ sao không có em. Dạ. Có. Bên đây chặn nhưng mà còn bên kia. Đúng là chuyện. Em sẽ chọn một đấu sĩ ha. Lướt qua thì thấy bạn này nhỏ nhất cho nên là chọn bạn nhỏ nhất ở lên đi con ơi. À. Candy Ngọc Hà. Trời ơi chạy ra luôn. Ngọc Hà con có bị say xe không? Ờ đó. Bé 16 tuổi không bị say xe. Con nhắm ổn đúng không? Không ổn là con nói chú biết kìa, chú đưa thuốc say xe uống nha. Hiểu không? Dạ. Dạ. Không thôi chứ dạ tập trung. Hỏi dạ. Thế còn dạ anh. Như vậy là trận đấu đã thay đổi đấu sĩ. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. Lên. Hey. Cho tôi đi ngay, rời xa nơi đây u ua u ua. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao ngày vì phố xa trên căng. Ánh nắng trói lát thế mà bình thường.
cho tôi vô đây. Bên ngoài chỉ là ngày nắng cháy, bên kia như bên đây mà lâu như bay. Đừng đang đứng cho xe dừng cái cây lại đúng không? Không phải à. Cái dáng là cái dáng quá kiểu. Phong cách của người ta. Đây nè, đây nè. Đội người ta biết khúc khúc cuối là kêu taxi ơi, cái ông kia ló cái đầu ra không đi được. Dạ con cảm ơn. Chào hai con. Hai bé có một phần trình diễn rất là hay, rất là sôi động. Nên là cô rất là phân vân không biết là chọn đó. Chọn ai nữa? Cô đang phân vân không biết là chọn ai giữa hai con. Thôi cô cứ tiếp tục cô suy nghĩ đi nha. Rồi một lát khi hai con lên phi thuyền rồi đó, cô hãy cho mọi người biết kết quả mà cô đã lựa chọn nha. Ok. Các con đều làm rất là tốt. Lên phi thuyền nào. Con có muốn nhờ chú Tuấn Dũng lên đây không? Dạ nhờ. Không. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Thấy con, người ta chưa? Con có sợ không? Con sợ không Ngọc Hà? Dạ không. Không sợ luôn. Chắc chắn phải không? Sợ là quát chú nha. Còn Quốc Dương, giờ sao? Con chơi liều luôn, con sẽ đứng trên đây. Đàn ông là phải như vậy, chính xác. Phải vậy chứ, tiên đồng ngọc nữ đúng luôn. Chờ đợi xem sự lựa chọn của các cô chú sứ giả âm nhạc như thế nào. Chú Bi, bắt đầu. Thành thật. Thành thật. Là Ngọc Hà. Mạnh mẽ quá con quá. Ơi trời ơi, dễ thương trời quá ơi. Chạy vô con. Mạnh mẽ dễ quá, thương mạnh mẽ quá, quá vô. Hay quá con. Không con biết không hả? Hôm nay con rất đàn ông luôn á thiệt. Có cái món quà an ủi cho con. Đi nha. Nha. Rồi, vỗ tay cho Quốc Dương nào. Với chất giọng ngọt ngào và sự trình diễn đáng yêu của Candy Ngọc Hà thì một lần nữa bạn ấy đã làm tan chảy trái tim của khán giả cũng như là các vị thủ lĩnh. Và đối đầu với lại Candy Ngọc Hà là anh Đức với chất giọng tình cảm và trầm ấm. Hai phong cách âm nhạc cùng với hai lối trình diễn khác nhau nhưng lại vô cùng ăn ý. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Em Đi Qua Cầu Cây nhé. Cô gái bé bỏng xinh xắn, đầm thùng, xòe kim tiếng, lấp lánh đã giành chiến thắng. Đội của Tuấn Dũng vẫn giữ được hai thành viên. Bây giờ mình được quyền chọn hai thủ lĩnh coi bộ là ngán ngán rồi đó à. Chọn đội nào đây? Không có gì đâu, ngán không có mệt gì hết á. Thanh mới vừa nói gì? Không có ngán không có mệt gì hết á. Không có ngán không có mệt gì hết á. Thật sự thì lúc đầu là nãy anh chia sẻ rồi đúng không, tính việc luôn chương nghị anh tính là để cho em, nhưng mà ví dụ nếu mà em mở lời trước thì thôi giờ anh chọn em luôn ha. Chúc mừng em hả. Bây giờ khoan nha bé, bây giờ con thích hát bài gì? Dạ con thích hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Bé kia nhỏ lắm, qua cầu cũng được đâu. Qua biết không? Không biết không? Em Đi Qua Cầu Cây. Qua hát con, ra sàn đấu. Trời ơi, ok. Khoai lắm mà thành khoai cái kiểu này. Rụng tim bả rồi.
lên con. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối, cao thật cao, không tay nhìn em đi qua chiếc cầu lung linh, dòng nước lung linh soi bóng em về. Cầu tre lắc léo, cầu tre lắc léo, chân em vững vàng. Dòng nước trôi nhanh, em vui mắt nhìn. Có ai nào ngờ em qua cầu hay? Chính em là người thanh niên xung phong. Những tháng ngày qua sông dòng gian khổ, đi đạo kinh em không ngại. Trong mưa tuôn dưới màn sương đêm, dù nắng chang chang em vẫn yên lành. Từ trong gian khó nơi em trưởng thành, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc. Áo xanh đẹp màu thanh trời ơi, bóng hoa cầu kìa. Trời ơi, trời ơi, trời. Những tháng ngày qua sông trong gian khổ, đi đạo kinh em không ngại. Trong mưa tuôn dưới màn sương đêm, dù nắng chang chang em vẫn yên lành. Từ trong nào xa hiểm nguy em ra chiến trường, trời ơi, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc. Áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc. Hey. Áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Chào nó kìa, trời ơi. Hay quá, dễ thương. Hôm nào đánh chỉ chú cái điều bộ đi qua cầu mà. Thiệt luôn á. Chú chưa bao giờ chú thấy ai đi qua cầu mà đi như vậy không té. Đi như vậy không té. Đi như vậy mà không té. Thấy thiệt. Ủa con đi qua cái cầu gì vậy? Cầu gì vậy? Cầu khỉ đúng không? Cây. Cái này là con phải đi qua cầu Mỹ Thuận nè nó mới chịu. Nhưng mà có cái cầu, cầu tre lắc léo, chân em vẫn vàng mà. Trời cái gì vậy? Trời ơi. Thấy chưa, bác khỏe người ta chưa vậy? Ủa, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi chứ bộ. Nhưng mà trong câu hát người ta là chân em vững vàng, vững cho nên vàng là dù nhún nhảy nhưng vẫn vững vàng, hiểu không? À, lại đâu. Ghê quá. Ra đây anh Đức, ra đây con. Hình như là giọng bắt đầu vỡ dạ, đúng không? Dạ. Đó, thành ra chú nghĩ rằng cái bài này nó cũng hơi bất lợi một tí cho với cho con. Nhưng mà con vẫn làm rất là tốt cái bài này. Em một phong cách khác, con một phong cách hoàn toàn khác. Cho nên là mình cứ tự tin con nha. Hai anh em cùng với chú lên phi thuyền đi. Hai đấu sĩ đã có mặt ở đây. Con trai con muốn nhờ thủ lĩnh con lên đây đứng không? Dạ không ạ. Tại chú Hồng Thanh cũng đang rất khao khát cái cảm giác đứng trên này chờ đợi. Dạ thôi, con muốn trải nghiệm thử à. Ừ, trải nghiệm thử ha. Còn Ngọc Hà chắc không cần đâu hả con? Dạ không. Hả? Ừ, dễ thương quá. Đứng đây, chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả nha. Và một lần nữa, trời ơi, Kenny Ngọc Hà giành chiến thắng. Yeah, trời ơi, giỏi quá. Và tiếp theo sau đây là phần đối đầu ngang tài ngang sức của bạn Khánh Linh và bạn Đức Vĩnh qua ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân. Và có thể nói khi mà khán giả nghe ca khúc này do hai bạn nhỏ trình diễn thì da gà nổi lên hết trơn, bởi vì quá hay, quá xuất sắc. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy đến ngay với ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân. Bây giờ mình coi đi, lực lượng đã cân đối rồi, bằng nhau hết.
mình sẽ tiếp tục mình họp bàn coi mình thách đấu với đội nào còn lại đây nha. Bây giờ hai cái đội bên kia mình tia qua cái đội nào đây? Tia qua đội Đại Dương. Đội Đại Dương, nãy giờ người ta nghỉ ngơi lâu, người ta có tinh thần, hiểu không con? Người ta dưỡng sức nãy giờ rồi, cái đội mà vừa mới thua mình đó, người ta đang mất tinh thần, sẵn tiện làm luôn. Anh nghĩ là làm luôn đem ha. Hồi nãy cái người đó là cái người mà đưa ra cái câu mà diệt cỏ diệt tận gốc đó, nhớ không? Chỉ là người kích em hại anh đó, chứ em đâu có muốn đâu anh Tính. Em quý anh như thế nào anh biết mà. Vậy thì em vẫn quyết định diệt cỏ phải diệt tận gốc. Trong hai bé này, Khánh Linh con chọn bé nào? Bên đội chúng tôi, Khánh Linh chọn sẽ đấu với đấu sĩ Quốc Bảo. Quốc Bảo, con sẽ hát bài gì? Dạ con sẽ hát bài Quê Hương. Vậy thì bây giờ mời hai con bước ra sàn đấu. Đi nào. Quốc Bảo và Khánh Linh với ca khúc Quê Hương. Trận đấu bắt đầu. Lâm Thiên Dạ đã bấm nút chọn quyền trợ giúp. Gì vậy chị? Cô ấy đã sử dụng quyền trợ giúp để coi coi cô ấy dùng quyền gì. Biết đâu cô ấy sử dụng cái quyền cứu phóng ra hát thế con mình thì sao? Hoặc là dùng cái quyền rời bỏ cuộc chơi chẳng hạn. Quyền ta đã cầm trên tay còn không mau quỳ xuống. Chị anh Nghĩa làm màu lâu quá. Em phải làm cho người ta sợ chứ. Wow. Wow. Sợ thiệt. Quyền gì vậy? Cho mọi người xem cái quyền mà Lâm Vị Dạ đang nắm trong tay. Đó là quyền chặn. Về đây con ơi. Cái đội phải bước ra thi đấu là đội của Duy Khánh. Chưa. Nếu vậy thì ra đi tụi con. Nếu mà bên đây mình đã chọn nam rồi thì qua bên kia mình tiếp tục mình chọn nam đi. Đúng không? Đức Vĩnh được. Vậy thì Đức Vĩnh sẽ nhận lời thách đấu của Khánh Linh. Nhưng mà con được quyền chọn bài, con hát bài gì? Con xin hát bài Trên Đỉnh Phù Vân ạ. Sao hát cái bài khó dữ vậy? Một bài của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Rồi, mời con. Ráng lên con, không có gì phải cố sợ lên. Hết. Cố lên, lên đây. Cố lên con ơi. Bắt đầu. Một đời khát khao
Hồn thức nỗi lòng ai kể tình si nước mắt chẳng đi tìm người trong mơ Trời đất ơi anh Nghĩa, ốc ác nổi hết trơn. Dịch ốc ác gì nổi hết trơn luôn. Trời ơi cái bài này nó khó thiệt. Khủng khiếp. Trời mà ơi. Hai đứa con còn nhỏ mà hát được cái gì là quá hay luôn. Mời hai con đến đây. Khánh Linh mở màn ra hát mấy câu thôi là tôi đã nhức ốc nhức gan. Tưởng sao cuối cùng Đức Vĩnh lên những cái câu sau cũng không hề thua kém. Ta muốn hỏi một câu đó người ta yêu ta. Ngang tài ngang sức. Mời các vị sứ giả âm nhạc nhận xét như thế nào về tiết mục này. Chú Bùi Caron xin chào qua đội chơi anh Đại Nghĩa cùng hai con. Chúc mừng hai con đã có một cái phần thi rất là hay. Ban đầu thì chú nghe cháu gái hát, cảm giác chú cảm thấy là rất bất ngờ. Khi con hát tới cái bài này thì chú cảm nhận được rằng là con được khoe hết cái giọng của con ra. Và những nốt ca của con sự rất là chắc, luyến lấy của con rất là hay. Khi chú nghe tới bạn trai hát, cái tinh tế của con á, con xử lý trong bài hát, đặc biệt là những cái khúc ngân của con á, ngân rất là ra cái chất của bài. Hai bạn đều hát rất là hay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Bùi Caron. Nhưng mà bạn gái Khánh Linh cũng quá tuyệt vời, ngang tài ngang sức. Mà bây giờ thật ra ai mà chia tay chương trình rơi khỏi cái phi thuyền này chú cũng tiếc hết. Thôi mời cái con lên phi thuyền cùng với chú để chờ đợi kết quả nha. Như vậy nói nào ngay, em thấy cháu nó đã hát quá hay, thể hiện hết sức mình rồi. Giờ cái phần mà coi như là tụ khố, mình phụ cháu nó một tay. Ủa bạn em đâu rồi? Bạn em đã bay vào không gian rồi. Hay vậy hả? Cắn rồi. Và người chiến thắng là Đức Vĩnh. Chúc mừng con. Có anh Ba Hưng giống thiệt nông dân. Đây là lời bài hát rất là quen thuộc với khán giả Nam Bộ, anh Ba Hưng. Và ở bài hát này thì chúng ta sẽ được xem qua phần trình diễn của bạn Minh Vi và bạn Kim Thảo. Đây là một phần trình diễn hết sức là dễ thương, với lối diễn xuất gây thương nhớ của hai bạn nhỏ đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai thiên thần nhí này nha. Căn phòng số 1, thấy bấm đầu tiên. Chú Bảo cử đấu sĩ nào của mình ra? Đây, đầu tiên cử đấu sĩ Kim Thảo bước ra. Nhỏ nhất đội vậy đó hả? Đúng. Kim Thảo, căn phòng số 3 sẽ là ai đây? Đây, ngọn hải đăng xíu xíu của tôi. Xíu. Dễ thương. Mời hai con bước vào vị trí. Yeah. Chúng ta sẽ ngồi và coi các bạn thi như thế nào nha. Hồ Biến. Wow. Kỳ diệu chưa? Ôi, quá kỳ diệu quá. Trời ơi, Nghĩa ơi, Nghĩa học phép thuật hồi nào vậy? Mới học hôm qua. Vậy hả? Ở đâu? Trường nào dạy vậy? Trường đời. Tất cả mọi người, ghế ta ngồi. Và hai con gái, đây là bài hát đầu tiên của chúng ta. Mình sẽ cố gắng hát thật hay. Và nhớ phải có cái phần trình diễn nữa. Thì các cô chú trong ban sứ giả âm nhạc mới chấm điểm cao cho mình nha. Bài hát Anh Ba Hưng xin được phép bắt đầu. Cố lên. Thấy già tiểu chưa? Thấy không? Thấy không? Rồi mới được khung chân.
Có anh ba hôn dốc thiệt nóng dân, đi lính hơn năm trường rồi mấy đường quân chương. Thằng sau ta anh nó mừng, cái thằng nhỏ xíu mà khôn, nó khen anh hoài. Nó nói thằng anh có tài, nó nói mới một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng. Chỉ chịu quân bắt xa lan, chỉ chịu nếu quân xa lan, nó vô bắn pha nay tan xóm mình. Lấy tiền hỏi trăm sự tình, tôi nói có anh có tài, nó nói mấy một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng. Giết chữ quân pháp xà lan, giết chữ đế quốc xà lan, nó vô bắn phá nó tan xô mình. Lan thì hỏi thăm sự tình, tôi nói có anh bà Hân, tôi nói có anh bà Hân, tôi nói có anh bà Hân. Trời ơi hay quá. Vừa hát mà vừa diễn trong cái lời hát luôn hay. Chú mê con luôn á. Ban đầu bả chào tay phải, hơi bả quên bả chào tay trái. Xong hơi vô bắn phá vô vậy. Mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng. Mà anh đã bắn giết tay hơn trăm thằng mà bắn vậy nè. Cái này là cắt con ơi. Mời một vị sứ giả âm nhạc nhận xét. Cô Kiều Anh chào hai con. Hai con nhìn thấy ở trên đây nè, khi mà hai con hát xong bài á, là sứ giả âm nhạc không biết chọn ai luôn. Tất cả mọi người đều nhìn nhau như thế nào, như thế nào, như thế nào. Thật sự là sứ giả âm nhạc gửi lời xin lỗi tới các con là thật ra các cô chú chấm cảm tính hết. Tại vì các con hát bài này rất là vui và làm cho không khí của phim trường ngày hôm nay vỡ òa luôn. Và hai con rất là dễ thương. Và cảm ơn hai con rất nhiều đã có một tiết mục rất là hay nha. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Oanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ lên phi thuyền quen thuộc của chúng ta nha. Đi nào. Con ơi, con nói cái gì? Con nói cái gì? Con muốn kêu đội trưởng con lên. Mời chú Dũng lên đây. Lên đây đứng thế vị trí của con. Còn con gái qua đây đứng con với chú. Con ơi, chú đã lên với con rồi. Coi chừng chú Dũng nặng quá, chưa kịp bấm nút chú Dũng rớt xuống rồi. Vậy là còn bây giờ con gái Kim Thảo, con có muốn nhờ thủ lĩnh của mình lên đây đứng giùm con không? Dạ, tuy rằng con rất sợ rớt xuống dưới, nhưng mà con vẫn muốn một lần thử như thế nào. Hay quá. Và bây giờ chúng ta sẽ biết ngay thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Sợ quá con ơi. Như vậy Minh Vy là người chiến thắng ở trận này. Con gà tre của tôi. Và bây giờ thì xin mời khán giả đến với những giây phút sâu lắng và tình cảm qua ca khúc Lời Ru Một Đời, qua sự thể hiện của Thanh Thủy và Băng Giang. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Lời Ru Một Đời. Trời ơi, bây giờ tự nhiên tôi thấy cái khu vực này bừng sáng nè. Chứ sao? Cô Quỳnh Anh đã suy nghĩ ra chưa? Bây giờ mình muốn đấu với đội nào? Will! Hồi nãy giờ em thấy anh rất lo lắng. Em quyết định là sẽ tặng cho anh thêm một chút xíu lo lắng nữa. Từng nắm tay nhau bước qua giông bão. Mà bây giờ em lại chọn anh nè. Chúng ta đã từng nắm tay nhau ư? Em quên rồi. Em chọn bé nhỏ chiếu. Bé nhỏ chiếu. Cái kia. Đây bà chị 8 tuổi nè. Đúng. Diệu Anh, con đại diện đội mình con thi đấu trận này nha. Bắt đầu hơi run rồi đó chú. Thấy không? Bây giờ tôi sẽ lựa chọn một bài hát để cho bé Diệu Anh hát với đội của Quỳnh Anh, là ca khúc Lời Ru Một Đời. Rồi, mời hai con bước ra sàn đấu. Đội của chú Will đã bấm nút. Là sao ta? Quyền trợ giúp gì đây? Chuyện đúng không chú? Chú cho phép chú gỡ chú nói con. Đúng rồi, quyền chuyển đó con. Chuyển. Quyền chuyển thôi mọi người. Vậy làm sao? Quy quyết định là dùng cái quyền là chuyển để chuyển bé Băng Giang lên hát thay cho bé Diệu Anh. Băng Giang hả? Băng Giang. Vậy thì mời Băng Giang, 100 pháo tay dành cho quái đó. Wow. 3, 2, 1. Thank you.
ngày mẹ sinh ra con trên cuộc đời này. Lời âu ơ dù con ấm áp bên nôi, tình yêu thương bao la chất chứa cho con theo tháng ngày. Thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười. Dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ cong lưng bon ba với gánh lo. Giọt mồ hôi trả rơi để giữ cho con vui đến trường. Rồi mẹ cha ra đi xa con muôn trùng, ngàn lời ru xưa như réo rắc bên tai. Dù mai đây con đi đến những nơi xa, xa chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con. Dù mai đây con đi đến nơi chân trời, mẹ cha như vẫn luôn bên con. Một bài hát rất hay, cảm ơn hai con. Kết quả sẽ đến ngay bây giờ. Bắt đầu. Quyết tâm chiến thắng. Trời ơi, chị buồn nha, chị buồn. Chị buồn. Như vậy là chị ơi, bé Băng Giang đã chiến thắng ở trận đấu vừa rồi. Chúc mừng. Một sự bùng nổ tập chính với ca khúc Sắc Màu qua phần đối đầu của bạn Minh Hằng và Quốc Dương. Minh Hằng thì với dáng người nhỏ nhắn nhưng chất giọng thì cực kỳ khủng, và bạn Quốc Dương thì chất giọng theo phong cách rock và cực kỳ nội lực trong giọng hát. Và với phần đối đầu đó thì đã khiến cho cả trường quay bùng nổ và nhún nhảy theo bài hát, và cũng làm cho các sứ giả âm nhạc khó khăn khi đưa ra kết quả của mình. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bùng nổ qua ca khúc Sắc Màu. Vừa rồi thì cô Ái Phương đã sử dụng cái quyền chuyển để Ngọc Hà thế cho Quốc Dương. Còn bây giờ thì chúng ta phải quay trở lại với Quốc Dương là cái người đã được lựa chọn từ trước. Bây giờ con sẽ là người tiếp tục đại diện đội mình đấu với hai đội còn lại. Bây giờ con với cô Phương bàn nhau đi, mình nhắm mình muốn thách đấu dài ha. Dạ, con sẽ chọn bạn Minh Hằng. Minh Hằng, Minh Hằng, đội của chú Anh Tú hả? Dạ, tại vì sao? Tại vì bên đó quá mạnh. Với lại cực bên mạnh này, nữa. Bên hợp, này là... với hợp style của con. Rồi. À, hợp style của con luôn. Đứng lên thử chú coi coi. Ra đứng thử thôi, hợp không con? Thôi con trai đứng ơi, đừng đứng con ơi. Được luôn, được luôn. Cùng sai nha. Cùng, bên đây cùng. Minh Hằng nhỉnh hơn chút xíu, nhỡ chùm tóc này dảnh lên. Được, vậy là hôm nay con sẽ thi đấu cùng với bạn Quốc Dương ha. Con hát bài gì Hằng? Dạ con sẽ chọn bài Sắc Màu. Chọn bài khó vậy luôn á hả? Dạ. Bài này không có dễ đâu. Chú Tú biết bài này không? Dạ biết. Chú Tú hát thử một câu đi. Một màu xanh xanh chấm 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 thêm vàng. Đó, đúng không anh? Chú Tú ấy, chấm chấm chấm, chú tưởng là chú Tú rải muối tiêu không đó. Chấm 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 chấm. Bạn nhường mình đi, mình sẽ chiến thắng bạn. Ủa sao mấy cậu không có gì vinh quang luôn, không vinh quang gì hết. Bạn nhường mình là mình thắng đúng rồi. Có hiểu không? Không bao giờ, mình không bao giờ nhường bạn đâu. Ghê gớm chưa?
Trời ơi. Hai bên là quyết tranh giành phần thắng về phía mình. Và bây giờ trận đấu giữa Minh Hằng, Quốc Dương bắt đầu. Bây giờ biết chọn ai đây? Mày uống thuốc trước đầu đi. Có nè. Cái bàn sứ giả đó đó. Cô Tuyết Mai chào hai con. Dạ con chào cô. Trời ơi. Bắt đầu, bắt đầu. Sao lẹ vậy? Sợ. Chào mà cũng đốc mình râu. Trời ơi, cô không thể tin được là hai bé rất là nhỏ tuổi nhưng mà có một cái màn biểu diễn xuất sắc như vậy. Giá như mình có một bài hát nữa để các bé có thể hát thêm một lần nữa thì chắc cô cũng không biết chọn ai luôn, tại vì hai con quá xuất sắc. Tuyệt vời. Dạ cô, cảm ơn cô. Bây giờ nè, đi lên trên phi thuyền để mình coi coi các vị sứ giả sẽ chọn lựa ra sao nha. Đi. Dạ. Trời ơi, ngang tài ngang sức. Em không muốn gà của em rớt xuống dưới. Ừ. Em sẽ thay thế chỗ gà của em đứng. Con nói sao Dương? Dạ con cũng muốn Phương lên. Bình thường. Bình thường con à, nhưng cô không nghĩ là con rớt xuống đâu, cho nên cô sẽ đi lên đó đứng. Đúng rồi. Cô sợ gì mà không lên. Nhắn gửi gì cho nhau chăng? Thôi đội nào cũng nói đội mình mạnh mà đội nào lên nó cũng sợ rớt. Không dám nói điều gì khi đứng đây.
Thanh Tú. Chúc mừng con Quốc Dương. Để xuống chập quê coi. How are you doing? I'm fine, thank you. I'm fine. Tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều màn đối đầu bùng nổ và hấp dẫn hơn nữa. Mong là khán giả sẽ luôn theo dõi những tập tiếp theo nha. Chương trình Đấu trường âm nhạc nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào 13 giờ trưa hôm sau thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Pictures thực hiện. Và hẹn gặp lại khán giả vào những tập tiếp theo nhé. Xin chào. Tập tiếp theo, hãy cùng nhau gặp lại các bạn nhỏ đáng yêu ở mùa 2 của chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Những màn trình diễn nào sẽ khuấy đảo sân khấu? Nghiêng câu ca dao, hướng đến mái chiều dưới bóng cây ngô đồng. Có con người trên chân, có hai người. Có hai người thay. Còn sao? Hát nào gây thương nhớ đến khán giả? Người còn làm mưa, mưa rơi từng phiên mây hồng em mang trên vai. Tôi buồn như lắm, gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời. Bên nước mặn, biển gió muối nhiều bên nước ngọt. Dù xa chung liều đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn khơi cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mang lời. Những tài năng nhí nào sẽ phải rời khỏi phi thuyền không gian trong sự tiếc nuối? Hãy cùng đón xem tập 2 chương trình Đấu trường âm nhạc nhí phát sóng vào 21 giờ tối Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 12 tháng 7 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.